Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Đây là kênh video chúng tôi chuyên đăng tải về những cái dòng máy sới đất Nhật bãi đã qua sử dụng. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị các bạn một chiếc máy sới đất Kuta TMA 350. Chiếc này thì các bạn có thể thấy tình trạng nó thật sự luôn là như mới. Cái mới như nào như thế. 95%. 95%. Không điều gì nào cả. Anh em nhìn cảm nhận đánh giá thông qua những hình ảnh chúng tôi quay thì các bạn có thể cảm nhận một cái rõ ràng hơn. Cũng chi tiết công tắc ga, tay ga quá đẹp, thật sự là quá đẹp các bạn. Đúng TMA đúng, hợp lý. Kubota mới này, dàn phay nguy hiểm anh em. Một cái hay của nó là nó có bánh xe nhé các bạn nhé, bánh xe di chuyển. Và cái động tác tháo bánh xe rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần xoay này, lắc đây, nó có chốt này đúng không? Anh em thấy không? Xoay đúng hướng này, rút phát ra là được, rút một phát ra là được. Đó, rất là dễ, tình trạng như mới. Bánh xe này di chuyển trên đường nhá. Cái này là dàn phay sới này. Các bạn nhìn đến lưỡi này, đen xì luôn, chưa có dấu vết gì luôn này. Cực kỳ đẹp, xách tay rất thuận tiện luôn. TMA 350 điều chỉnh new midi. Con này quá xuất sắc. 7,5 triệu chiếc này nhá. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với Điện Máy Minh Sơn. Rồi nghe cảm nhận đánh giá một chút nhỉ. Tay mình đang cầm một máy quay. Thôi nổ luôn cho anh em xem. Đây công tắc nhé. Công tắc này là công tắc khẩn cấp này. Vỗ phát. Đây vỗ này. À, khi mà các bạn muốn bật công tắc ấn xuống, xoay ngã lên và tắt thì vỗ một cái. Được chưa? À. Tìm cô vào chạy, cô này chạy nữa gì. Ổn như chó thở. Super group. Siêu đẹp. TMA 350 7,5 triệu nhá. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Minh Sơn. Cái này dùng cho những bác nào trồng rau màu, rồi trồng hoa. Rất là đẹp, rất hợp lý. Tay sạch này. Thật nhỉ. Thật sự luôn là hết nước chấm. Nói gì giây phút này. Quá đẹp, bóng sừng cực đẹp luôn. Chó gió nó phải nhìn như mới luôn. Cua ta đỉnh. TMA 300, TMA 350. Con này là 350 nha anh em nhé. Passport siêu đẹp. Rồi tôi qua cho các bạn xem thôi. Nếu các bạn nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video